Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngư dân, mỗi con tàu, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn ngư trường truyền thống và nguồn tài nguyên vô giá mà đại dương ban tặng, còn là những cột mốc sống, giữ gìn biển đảo, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Để giữ mối liên hệ với đất liền, bao thế hệ ngư dân, họ đã chọn sóng phát thanh làm cầu nối thủy chung trong những hải trình dài theo con sóng, để biển và đất liền luôn luôn được gần nhau. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, phóng sự sau chúng tôi sẽ nói về sóng phát thanh, người bạn thân thiết của ngư dân. Ông Hồ Quỳnh Lưu, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, từng là thuyền trưởng đã gắn bó với những con sóng bạc hơn 20 năm. Mỗi lần bình yên trở về sau tâm bão, dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm của ông và người thân đều không thể quên sự tiếp sức kịp thời từ hệ thống đài thông tin duyên hải, hệ thống FM của đài phát thanh. Nay dù đã xa biển hơn 10 năm, nhưng ông vẫn hàng ngày giữ thói quen mở đài radio để nghe ngóng các thông tin thời tiết. Trong gia đình vẫn có chiếc đài radio, tôi thường xuyên là mở để nghe các cái thông tin thời tiết, nắm bắt để là thông báo kịp thời, cũng như là để trao đổi với là các con cháu trong cái thời gian mà khai thác trên biển, đặc biệt nhất là trong cái thời gian mà coi như là vào cái mùa mưa bão. Đối với hậu phương là như thế, còn với những người ngư dân quanh năm lênh đênh trên biển, sóng phát thanh không chỉ là phương tiện thông tin mà là người bạn thân thiết. Ngoài việc cập nhật liên tục các thông tin về thời tiết, chiếc radio còn là cầu nối giữa biển khơi với đất liền, cung cấp nhiều thông tin bổ ích về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế. Đối với những ngư dân trẻ tuổi, nhiều chương trình giải trí, văn nghệ còn là nơi để họ gửi gắm tâm tình, người bạn gần gũi, tiếp thêm sức mạnh để vững vàng vươn khơi. Đài phát thanh đi biển là giúp cái lợi ích và bổ ích cho ngư dân như chúng tôi đi biển ấy, là thường xuyên nắm được những cái thông tin quan trọng nhất là về cái dự báo thời tiết trên biển, để mình là chủ động được đi một chuyến biển, hoàn thành khi đi và trở về nó đúng theo về chương trình lịch đi biển. Thứ hai là có nhiều cái chương trình về biển đảo này, về cái ngư trường khai thác thì cũng được thường xuyên thông tin trên các cái hệ thống đài phát thanh. Ngoài biển xa quê đi lâu ngày phải nghe thì có thể có tin tức gì không à? Thường xuyên thì đếm thì thường là kéo lưới muộn thì nghe bạn này nói với chúng tôi à. Sau ngày chủ nhật thì quan tâm thì ngay cửa sổ tình yêu tôi thợ thì lâu lâu qua hỏi có dỡ má xem ở ngoài này sao để đánh bắt. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 phương tiện đánh bắt, trong đó có gần 1.300 chiếc có công suất trên 90 CV tham gia khai thác vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Có hơn 17.900 lao động, chủ yếu của hai huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tham gia lao động trực tiếp trên biển. Mặc dù hiện nay trên các phương tiện đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như iCom, điện thoại thuận tiện cho việc thông tin liên lạc, tuy nhiên vẫn không thể thay thế được sóng phát thanh. Đối với cơ quan chúng tôi thì việc bà con nắm bắt được thông tin truyền thông sóng phát thanh ở trên biển cũng giúp cho chúng tôi trong cái việc quản lý, kêu gọi bà con khi có báo gió, giảm bớt cái tai nạn trên biển. Bên cạnh đó thì cái sóng phát thanh còn giúp cho ngư dân trực tiếp bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước của chúng tôi có được những cái thông tin cần thiết để tham mưu cơ quan cấp trên xử lý kịp thời. Với ngư dân, thuyền là nhà, biển cả là quê hương, thì sóng radio được ví như người bạn tinh thần tri kỷ, người đồng hành thân thiết và thủy chung. Sóng phát thanh với các chương trình phong phú, đa dạng, đặc biệt là các chuyên trang chuyên mục về biển đảo, đã trang bị đầy đủ và cần thiết cho ngư dân yên tâm trong hành trình đầy tự hào và thiêng liêng, hành trình của những người con giữ biển.